chịu lực, bầu bồng chốc, bầu hơi lửa, da thật 100%. Cao cấp, lịch lãm, sang trọng. Dây lưới nam da bò được làm từ chất liệu da bò thật 100%, thêm một lớp phủ nano công nghệ Nhật Bản trên bề mặt da, đảm bảo dây luôn sáng bóng và đẹp như mới, chất da càng đi càng bền. Đế giày khâu tay chắc chắn, đế cao su non mềm bao linh hoạt quanh giày, chịu lực cực tốt, tạo sự thoải mái nhẹ tênh khi mang giày. Bên trong sử dụng lót giày cao cấp, ngay lập tức bạn cảm nhận được độ êm của giày khi đặt chân. Đi giày, chân bạn luôn khô thoáng, khử bụi tối đa. Để lại ngay số điện thoại của bạn dưới video và có ngay một đôi giày của riêng mình.